đừng quay quay về vợ đánh cho tím người đúng không ạ? Là về chị đánh tím người chứ không phải là đánh tím người các bác nhá. Các bác cô em thân mến, là tiếp tục mở hộp nhá. Giật mạnh thôi, không phải kỳ công như vậy đâu, đằng nào chả phá đúng không? Đấy chị à, vâng đó. Chị Hiền đại diện cho ngân hàng các bác nhé. Mọi người tới nhà em không cần phải cầm đủ tiền đâu. Đấy, ví dụ mình mua bộ 100 thì cứ giả 70 là được rồi, còn lại trả góp cả nhà nhé. Thưa các bác của anh em, hiện tại em đang gọi người là tiếp đón hai anh em, một anh ở thành phố Hải Dương, một anh ở Linh Bình, còn ở huyện nào thì em chưa rõ đúng không ạ? Đây thì trong clip này em xin chia sẻ là em sẽ thanh lý một số đồ ngon các bác nhé, giới thiệu hàng bán hàng ngày và cũng có một số hàng ngon thanh lý toàn thể các bác đúng không ạ? Đây đôi loa B3X12i mới tinh giá 23.500.000 đồng cho anh trai ở thành phố Hải Dương cả nhà nhé. Sở hữu đó là một bát 30 từ 17 coi 7,6, tép từ 17 coi 7,2. Đó, thùng gỗ sơn sần bóng màu đen. Ok cho anh em. Đúng không ạ? Nguyên hộp xốp nhá. Gần như là mỗi ngày bán 1-2 đôi. Đó. Đỡ phải lo là loa này đã sửa chữa gì chưa, còn zin hay không các bác nhá. Ok chưa? Đấy, thùng gỗ sơn sần cát. Ok chưa? Bây giờ em xin được giới thiệu nhá, bán thanh lý một số đồ ngon nhá. Còn bộ của anh trai ở Linh Bình đây cả nhà. Bộ của anh trai Linh Bình là có đẩy này, có lưng này, có vang này, có mic này. Cái quản lý nguồn này là của anh cầm từ Linh Bình ra lắp vào đây cho nó đủ bộ cả nhà nhé. Ok chưa? Sản phẩm đẩy PS Audio LA1204 10.800.000 đồng. Sản phẩm lưng tiếng Prel mã AC2020XS giá 2.300.000 đồng. Đấy, vang số GD, em xin lỗi ạ, cứ quen GD đúng không ạ? CBotic D4 giá 3.800.000. Một bộ micro không dây hàng của BS Pro Sound U22 giá 5.500.000. Đấy. Đôi loa B3 ui giời, 4 số 3 đường tiếng các bác nhá. Có chê được không ạ? Không một điểm trừ luôn đúng không các bác của anh em. Đấy là bộ của anh ở Linh Bình nhá cả nhà nhá. Đấy, còn anh trai Hải Dương đây, B3X12i mới tinh kính quang, không phải suy nghĩ đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Và đây em xin được giới thiệu một số sản phẩm hàng thanh lý, hàng cực ngon các bác nhá. Em sẽ quay đầu tiên sẽ là một con đẩy các bạn. Con đẩy này em giới thiệu luôn, em bán cho một anh trai lúc về anh bảo anh ở Hải Phòng đúng không nhỉ? Anh ở Hải Phòng các bạn. Anh Hải Phòng anh mua của em từ năm 2019, con đẩy Adly. Xin được giới thiệu với cả nhà là hàng vẫn còn ngon, chưa sửa chữa gì cả, nguyên tem. Thì tại sao anh lại bán đi? Và con thể các bác anh mua của em 2 bộ đúng không ạ? Đấy, mua cho 2 nhà nhưng bây giờ anh ở một nhà thôi. Nên anh chuyển lại cho em một con đẩy và một đôi loa. Thì con đẩy này báo cáo luôn cả nhà nhé, mọi người mua đẩy này cực ngon luôn, Adly này. Đấy, nguyên tem nhá, không lỗi lầm gì cả, không hỏng hóc gì cả. Kể cả bảo hành cho mọi người 1-2 tháng là vô tư. Đấy, 2019 đúng không ạ? Bây giờ để cho anh em với giá 3 triệu, em nói luôn là vừa em mua 2,5 triệu, bây giờ em bán 3 triệu cả nhà nhá. Đó, thêm một chút tiền để chúng em đúng không ạ? Lau chùi vệ sinh đóng hộp cho các cùng anh em. Đấy, vận chuyển đi đúng không ạ? 3 triệu đồng một chiếc cả nhà nhá. Adly 2 kênh A2550. Có một con thôi cả nhà nhá. Tiếp theo em xin được quay tiếp. Đấy, đôi loa của anh, đôi loa P-Way CK32 các bác nhá. Ok chưa? P-Way CK32 em vừa mua của anh 8 triệu, bây giờ xin được thanh lý cho anh em với giá là 9 triệu cả nhà nhá. Đấy, P-Way CK32. Đôi loa này anh mua của em năm 2021, Ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày mùng 3 tháng ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 cả nhà nhá. Loa này của nhà em bán luôn, P-Way CK32 giá 9 triệu thì em giới thiệu luôn là bây giờ mọi người có mua một đôi loa này hàng bãi cũng không mua được với giá 9 triệu đâu. Ok chưa ạ? Nên là em bán giá 9 triệu anh em mua thì quá ngon rồi, nhưng phải liên hệ thật sớm vì nó không có đâu ạ, có mỗi đôi. Ok chưa ạ? Loa bảo hành đẹp. Đấy, zin nguyên bản chưa sửa chữa. Đấy là hai sản phẩm hàng ngon các bác nhá. Tiếp theo có một đôi loa ngon nữa. Đây ạ. Có một đôi loa cực ngon nhưng em bán giá bằng hàng bãi, chỉ có một đôi cả nhà nhá. B3X12i hàng bãi em bán, đây ạ, 16 triệu đồng. Nhưng đây em có một đôi cả nhà nhá. Đây có một đôi duy nhất. Cả nhà nhìn nước sơn này, đây không phải hàng bãi đâu nhá. Đây là đôi loa em bán cho anh trai từ năm 2019. Anh quay lại đổi cho em lấy đôi loa bắt ngon hơn, 40, to hơn, khỏe hơn,
Đây các bác nhìn này, nếu như ở chỗ khác thì anh em có thể giới thiệu đây là hàng demo đúng không ạ? Bán với giá 18 19 triệu là chuyện bình thường. Đấy, nhưng em để cho các bác của anh em với giá là 16 triệu, có một đôi duy nhất đúng như giá hàng bãi các bác nhá. Ok chưa? Đây là một chiếc. Còn một chiếc nó đâu nhỉ? Đây là một chiếc. Đây các bác nhìn này, cái lớp sơn này. Cái lớp sơn này nó giống như nó giống cái lớp sơn của hàng mới luôn này cả nhà này. Đấy, cả nhà để ý nhá. Ok chưa ạ? Riêng em làm nghề thì cái gì cái đấy là nó cứ rõ ràng nét căng quan điểm các bác nhá. Đấy, có một đôi thôi. Đấy, một đôi hàng bãi bây giờ giá của nó phải 16 rồi, thậm chí có thời điểm bán 17 đúng không ạ? Tầm này bán 16 cả nhà nhá. Mua lại một đôi. Bác khách hàng đổi loa nó cao cấp hơn mà, đúng không ạ? Tuyệt vời chưa? Đây là đôi em bán 16 này. Còn đây là đôi mới này cho anh Hải Dương nhá. Còn tiếp theo, đúng không ạ? Em giới thiệu tiếp một số sản phẩm nữa. Đây là mấy đôi loa hàng thanh lý rẻ tiền hơn. Rẻ tiền hơn này các bác này. Em có một đôi loa B3X12i hàng đã sửa chữa, hàng bãi nhưng không zin các bác nhá. Đấy, hàng bãi nhưng không zin. Giá để cho anh em là đôi này 10 triệu 500. Có hai đôi, một đôi 9 triệu rưỡi, một đôi 10 triệu rưỡi, đôi 9 triệu rưỡi em bán rồi ạ. Đấy, em bán cả đẩy rồi. Đấy, bán một cặp đôi cả đẩy. Và tiếp theo các bác nhá. Ở đây là đôi loa B3 đời J212 hàng bãi nhưng nó không zin thì để cho anh em với giá 7 triệu rưỡi. Và tiếp theo ở bên cạnh đây các bác nhá, là một đôi loa B3 các bác nhá, hàng zin nhưng mà nó không được đẹp lắm, nó không được đẹp về cái thùng các bác. Đấy, với em như thế này là không đẹp rồi này, em giới thiệu led cho anh em đúng không ạ? Bông tiêu âm đây. Đấy. Thì để cho anh em với giá là 14 các bác nhá. 14 loa bãi đẹp zin nguyên bản nhưng mà nó không được đẹp xuất sắc. Đấy, các bác lưu ý là tiền nào vải đó, em giới thiệu chuẩn chỉ cho anh em đúng không ạ? Đấy, B3 nhiều lúc các bác cứ bảo là ui em luôn bán B3X12i 17 triệu nhưng chỗ khác chỉ bán có 14 hay 15 triệu thôi. Anh em thích 14 em có đôi 14. Ok chưa? 10 triệu 500 còn có các bác ạ. Ok chưa? Đấy, mua hàng thì nó phải yên tâm như vậy các bác nhé. Người bán giới thiệu chuẩn đúng. Còn tiếp theo một số sản phẩm nữa. Hàng cỏ các bác nhé. Hàng cỏ này. Bộ này của anh là xong rồi đúng không? À, bộ này thì anh trai Linh Bình mà thôi đừng quay anh không về vợ để véo tay anh ngại lắm đúng không ạ? Cứ một xe một người ra em ấy đúng không? Một số hàng sản phẩm thanh lý hàng ngon các bác nhá. Có thể là em sẽ bán rẻ hơn một chút để cho nó hết hàng đi này. Ở đây em có con nọc xì DBX của Trung Quốc các bạn. Con nọc xì Trung Quốc hàng chuẩn các bác nhá. Trung Quốc chuẩn này 1 triệu rưỡi. Con nọc này 1 triệu rưỡi một con. 1 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi. Con đẩy chan audio riêng con TA600 này thì nó sẽ cao tiền hơn một chút. Có một con. Còn con đẩy chan audio 500 còn 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con giá 3 triệu rưỡi một con. 500 quá một kênh size 2U cả nhà nhá. Tiếp theo tiếp tục hàng ngon này giá cực rẻ luôn. Đây là những con đẩy sò sắt rất là mới cả nhà nhá. Sản xuất như năm 2017, à 15 em xin lỗi ạ. 15 GM1000 12 sò sắt giá 4 triệu rưỡi em bao ship luôn. Các bác lưu ý là sản phẩm gì em bao ship, em giới thiệu là bao ship. Còn nếu không em sẽ tính giá tại cửa hàng. Con này là 4 triệu rưỡi bao ship luôn cả nhà nhá. 1, 2, 3, 4, 5 con, 5 con 12 sò sắt. Ok chưa? Tiếp theo đó là một con CLBX DS2400. Đó, con này hàng demo thôi các bác nhá. Nhưng nó rẻ hơn rất nhiều này. Con này anh em lấy để anh em giá 18 này, có một con ạ. 18 triệu. Con van CB Automatic này, VF1 này giá 1 triệu 2 này. Con này thì đã bán cho một anh em rồi, nhưng mà gửi đến cho anh em thì anh em nói rằng là có một người bạn cho một con van khác nên anh em không nhận. Đấy, trả lại cho em. Đó, 1 triệu 2 nhá. Còn cặp đôi này, một con vang, một con nâng này cả nhà nhá, thì là 2 triệu rưỡi này. Con nâng CB200 này, con vang ở đây Gutin này. Đó, toàn hàng ngon mà giá cực rẻ luôn. Đây, hàng thanh lý này. Con đẩy 4 kênh này, con đẩy này ở đây lâu lâu rồi các bác nhá. 4 triệu rưỡi, 4 kênh, lúm nút bao cho anh em đầy đủ. Con đẩy bên dưới PHD, con PHD cả nhà nhá, 4 triệu rưỡi, 4 kênh. Đó. Còn tiếp theo một loạt đẩy nữa các bác này. Đây đẩy này. Con đẩy 2 kênh 1300W CA30 này. Giá cho anh em là 8 triệu. Con này hàng mới tinh bảo hành 1 năm này. Đây là con Martin 1200. Con này cũng để cho anh em với giá 8 triệu thôi. Hai con này đánh súp kép. Tiếp theo, một con rẻ nhất ở trong nhà em, đó là con Elec K2300 giá 2 triệu rưỡi. Con 2 triệu rưỡi ngày xưa có nhiều nhưng giờ bán hết rồi ạ. Con TA500 này thì giá cũng là 3 triệu rưỡi này. Tiếp theo là con đẩy PRE này, con đẩy này 4 kênh nhân 1500W 15 triệu các bác nhá, có một con, chứ con này giá thị trường khoảng 18 cơ ạ.
em để cho anh em 15 nhá. Con đẩy DK Deer King 2 kênh 600W 1 kênh để cho anh em ra 3,5 triệu có mỗi con. Đúng ra của nó phải là 4 triệu. Con đẩy Tech 4 kênh 800W 1 kênh, nội trợ 8 ohm, size 2U, chạy mạch class D, hàng cũ giá 6 triệu các bác nhá. Ok chưa? Đó, tất cả những sản phẩm hàng thanh lý, hàng ngon. Mọi người hãy liên hệ cho em nhá. Ok chưa? Hàng đi cũng nhiều, hàng thanh lý cũng rất nhiều. Toàn hàng ngon thôi, hãy liên hệ cho em. Hai số máy mà có cả Zalo đó là 0365888988, 0368891555. Đấy. Ok, Khánh test con loa này đi, X12i đi. Bóc hộp số cho anh. Đó, anh Thắng đúng không ạ? Đừng quay, anh Thắng Hải Dương. Toàn các anh ngại lên TV đúng không ạ? Đấy. Mượn bộ đồ của anh ở Linh Bình đúng không ạ? Test đôi loa này. Đây các bác nhá. Đó. Đây là mới tinh này. Đây đôi loa này. Đôi loa này em đổi của bác khách hàng này. Dã man con ngan chưa? Quá dã man con ngan đúng không ạ? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn ạ. Đây con đẩy này có 3 triệu này. Đúng không này? Đây con đẩy em mua 2,5 triệu này. 2550 các bác nhá. 2550. Đó. Ok, cảm ơn mọi người nhé.